chào tất cả mọi người, lại là em Châu đây. Hôm nay em đứng tại cửa hàng xe máy Thắng Miền Tây 2, địa chỉ là ở ấp Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Nguyên, Bình Dương. Năm 2022 này, Suzuki đã cho ra mắt một dòng xe Tycoon mới nha mọi người. Là đây, cái này là Raider FE, phiên bản mới nhất 2022 này nha. Đầu tiên sẽ là phần đầu xe nè mọi người. Vẫn là thiết kế đèn LED nhưng mà ở phiên bản này là heo thiết kế heo mặt nạ robot nè. Cái phần đầu xe cũng tương đối là khá gọn gàng nha, để chứ giúp chúng mình là có thể tránh gió một cách tốt nhất nha. Đây, ở phần đầu xe còn có là đồng hồ full LED nè mọi người. Ở đồng hồ này là đồng hồ này nó thể hiện tất cả các thông số mà khi mà mình đi trên đường á, mình có thể dễ dàng quan sát tình trạng của xe hơn. Đây, nói liền một xíu là sẽ là phần thân xe, là phần bụng, mọi người hay gọi là phần bụng của xe á, là sẽ có là một cái cốp nhỏ nhỏ xinh xinh này mọi người. Cốp này mình có thể đựng được ví nè, hoặc là mấy cái vật dụng mà nhỏ nhỏ ha. Bên này em có gắn ba ga sẵn cho mọi người luôn nha, rất là tiện luôn á. Đấy, và dọc xuống xíu nữa sẽ là phần đuôi xe này. Phần này ở dòng xe này thì được thiết kế ra khá là sắc nét nha, nhỏ nhưng mà sắc nét. Ở cái phần này thì hầu như là trên các dòng Tycoon thì nó cũng giống nhau nè, nó đều là phần đuôi xe có bánh gắn biển số nha, nó cũng không khác biệt gì mấy nha mọi người nha. Và sang xuống phần dưới sẽ là phần bánh nè. Phần bánh thì bánh trước bánh sau đều có là đĩa nhé, thắng đĩa nha mọi người. Hai bít tông cho bánh trước và một bít tông cho bánh sau nha. Đây, và dọc xem bên này sẽ cái đội chờ đế chân này sẽ gập ra đây, có thể gấp lại để cho mình có thể ôm cua một cách dễ dàng hơn nha mọi người. Đây, xuống tiếp là phần bô này thì tương đối là thiết kế vẻ dạng đi lên cao hơn là so với các dọc khác nha. Động cơ của xe Raider FE này là 150 phân khối DOHC 4 van, công suất là 18.5 mã lực nha mọi người. Vòng xoay máy là 10.000 vòng trong một phút nha. Ở xe này có một điểm khá là nổi bật là chế độ làm mát bằng dung dịch nha. Nó khác so với dòng trước, các dòng trước là làm mát bằng gió nha mọi người. Có một đặc điểm nữa là sẽ cảnh báo độ bám của xe cho mình khi mà mình chạy trên đường với tốc độ cao và xa nha mọi người nha. Cái màu xe này á, là hiện tại là màu 3D nha, bên em đã lên màu 3D nha mọi người ơi. Và cũng có cái này là xi nhan độ, bên em độ lên cho mọi người nha. Cái này là xi nhan độ nha mọi người, xi nhan gốc của nó thì nó sẽ hơi to. Bên em cũng có tích hợp xi nhan gốc vào trong luôn cho mọi người á, cho là bên em có độ xe, mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo ha. Đây là dòng xe Suzuki FE 2022 vừa mới ra mắt nha mọi người. Ở giá hiện tại của xe Tycoon này ở cửa hàng em hiện tại là 49 triệu nha mọi người. Đối với các bạn mà trả góp á, thì mình chỉ cần trả trước 3 triệu đối với dòng xe Raider này thôi nha. Thủ tục trả góp bên em là chỉ cần căn cứ công dân hoặc là chứng minh nhân dân nè, các bạn đến cửa hàng sẽ được trao đổi trực tiếp với em ha nha mọi người. Mọi người các bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0968 54939 nha, hoặc là follow kênh TikTok của em là xe máy Thắng Miền Tây 6 nha mọi người. Em sẽ tư vấn cho mọi người cũng như là sẽ báo giá xe cho mọi người nè. Em hứa là sẽ tư vấn cho mọi người một cách nhanh nhất và tặng mọi người những phần quà ưu đãi cực kỳ dễ thương nha mọi người. Em nhắc lại, cửa hàng của em là xe máy Thắng Miền Tây ở ấp Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Nguyên, Bình Dương nha mọi người. Em cảm ơn mọi người.